chị Google bắt đầu đọc bình luận. Lại tràn trề năng lượng rồi đây cả nhà ơi. Hello Công nhá, chị chào Công. Xin chào Vũ Ngọc Minh. Hello anh Bình Minh Đại Dương Xanh. Ôi sao quá Đỗ tên dài dã man. Anh chào vợ tương lai. Hello anh Đỉnh nhá, chào mọi người. Nhớ xèo, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ nha. Hello Huy TG nhá, em chào cả nhà. Xin chào. Hello anh Văn Tài, chào mọi người. Chị chào Khang nhá, hello Văn Việt. À nhớ không? Hôm nay về mệt quá, đi học về mệt quá. Thế là em May lại không like được, thế là bảo thôi. Thế thôi, có nhất là Linh vẫn phải gặp cầy thuê tắt nắm của May. Ủa, sao chứa chi mà mọi người vô phun rồi? Nhanh nhãi. À, lộ ID trên kia nhỉ, bảo sao ấy ngay. Gặp cầy thuê tắt nắng ngay, chả tắt nắng. Bây giờ mẹ mấy anh cầy thuê đi team 5 sao May đỡ, May đánh 5 với khán giả mà. Ơi, chào anh Lý, hello anh. Kiểu dạng là May á. Ôi, sao tự dưng mất giọng này, cả ngày còn nói đâu. Cùng đi học về mệt quá, thế là hôm qua live stream như mọi người biết là live đến sáng xong May đi học luôn. Thế là sáng ngồi vật vờ trên lớp mệt dã cả man. Mệt ơi là mệt đấy, thế xong là về ngủ một giấc. Đến tận vừa nãy May mới dậy xong May ăn các thứ giờ mới có sức để đến live á. Hello Đức Hay Dỗ nhá, em chào Yuki Đông, hello mọi người. Hello Ân nhá, à hôm nay buồn cười, đi học Quang đi học gặp một bé học môn gì thế? Sao mà bạn biết được mà mình học môn gì? Nay mình học cái môn doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hôm nay buồn cười, May đi học May ngồi cạnh một con bé. Thế hôm nay lúc là May chắc là mình đang lướt cái livestream của mình ấy, xong mình bấm vào. Thế xong con bé đấy nó bảo May là Ủa chị cũng xem. Nó bảo May là Ủa chị cũng xem chị này à. Thế xong mình quay sang mình kiểu lúc đấy kiểu May đi học ấy là May kín mít luôn, lúc nào May bịt khẩu trang luôn, May chưa giờ May bỏ khẩu trang ra. Thế xong là con bé bảo Ủa chị cũng xem chị này hả? Thế xong rồi mình kiểu ơ sao thế em? Thế xong là nó bảo là em trước em cũng hay xem chị này lắm. Xong nó viết ra giấy đó là chị May này đúng không? Thế xong mình bảo, xong mình chưa kịp nói gì, thế xong mình bảo là ơ thế trước em hay xem mà, thế sao bây giờ không xem nữa? Thế sao con bé này bảo là tại bây giờ em bận quá em không xem được. Nó bảo là chị này cute lắm này. Nó bảo là chị này em bé đấy bảo là chị này cute lắm này. Thế xong là nó bảo nhưng mà bây giờ em bận quá nên em không xem được. Bây giờ em thi thoảng em chỉ xem tùng mõm reaction thôi. Không nhận ra mình mọi người. Kiểu là chắc là dạo này không xem, May đổi tóc hồng nên là không biết. Hello anh Đăng Công nhá. Buồn cười vậy kiểu. Kiểu lúc May nghe thế May bảo ủa alo, xong rồi nó bảo thầy mình là dạo này em chỉ thi thoảng xem tùng mõm reaction thôi. Đúng hài luôn. Con nhỏ ngồi ngay cạnh May mà kiểu May đi học á lúc nào cũng thế đây này. Bị khẩu trang xong đeo kính, không ai biết. Cảm ơn anh Nguyễn Lê gửi sao cho em nhá. Hello Aneka. Lại mê trai nữa. Chị phải lừa cho một hố thôi, tự dưng lại bỏ khẩu trang ra là ôi chị đây này à, điên à. Với cả đi học mặt mệt dã man toàn nằm diễn tả nó mà biết mấy chắc không cho em nó xem. Thề luôn, cái này mình nói thật luôn, mình không điêu. Tại là May đang lướt thì lúc đấy em bé đấy nó lại quay sang cái chỗ mình, thế là thấy mình lướt cái livestream nó bảo ơ chị cũng hay xem chị này à, trước em hay xem chị này lắm, chị này cute ấy. Em nó bảo mình cute các bạn ạ. Đó, mình có một fan girl, mình rất thích được các bé gái xem. Hello anh Tony Tâm nhá, em chào Phạm Long. Tháng này thiếu chỉ tiêu xong bây giờ phải tự bù đây này anh em này. Anh em nào đang xem stream giúp May xin một like một share nhá. Tự bù sao? May đổi tóc nhưng mặt chả biết đâu là mặt đâu là tóc à. Dễ ớt. Đâu rồi, nút tặng sao đâu rồi. Sơn Bảnh, hello chị yêu. Hello Sơn Bảnh nha. Trời ơi, mình không biết tặng một gộp một phát sao nhiều kiểu gì mọi người ạ. Mình hôm nay mình phải đi lấy nick con em mình để mình bù sao. Tô Khánh, hello Tô Khánh nhá, em chào mọi người. Xin chào, hello Bảo nhá. Bạn nào đang bật lại mic mình ấy. Anh là thứ hai. Mọi người mới vô like giúp mình một like một share nha mọi người. Kiên Thái, em chào chị. Chị chào Kiên Thái nha. Đau em theo ơi. Play search.
Miễn chí ôi tay nó dài quá. Vui vẻ nay em công bệnh ngủ sớm. Ok công nha. Hay quá bạn ơi. Our dragon lane tower is under attack. I'll never leave. I'll protect you always. I am one with this world. Hiếu Candy, Kiri chị Yu chụt. Hello, hello Hiếu nha. Hello mọi người, xin chào, xin chào, xin chào. Em cảm ơn anh Nguyễn Lê gửi sao cho em nhá. Cảm ơn mọi người nhiều. Anh em nào thích, anh em xem stream thích sao free ủng hộ cho mình nhá. Nhỉ, thích cái gì anh? Đòi, đòi ăn con này cũng ơi. Miễn phí Doanh, khi chị nghe. Chị chào Doanh nhá, hello Doanh. Lâu lắm mới gặp, lâu lắm mới gặp Khải. Rồng rồng nè. Rồng đây anh em. Hello, hello Kiên Thái nhá. Em cảm ơn anh Hoang Nghiêm Trọng gửi sao cho em. Ai, Hoang Nghiêm Trọng. Em chào cả nhà, chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ nhá mọi người ơi. Hôm nay chúng mình lại ngồi chiến đấu với nhau. Đến sáng nha. Ok. Thằng giáp lên, giáp lên à. Sao kìa chị May. Nick em chị mà. Chị vẫn còn thiếu chỉ tiêu đây này. Mọi người có sao mọi người giúp May check summary nha mọi người. May vẫn thiếu nhiều chỉ tiêu lắm. Chào vợ tương lai. Hello, em chào anh yêu quý, em chào mọi người. Cảm ơn Long Hunter Gaming đã gửi sao cho em. Cảm ơn cả nhà nhiều nhá. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Like rivers carving canyons. Change is imperceptible. Chết 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 rồi. Bé này bị lập lại tiếng mic mình. Em yêu chị yêu em. Nhưng mà mic em bị lập nên chị vừa tắt mic em rồi. Em cứ bật mic lên con tim đi. Lô mày nghe này. Hello chị, em tên Trồn. Ôi. Ơi, chào Trồn, chào Trồn. Ôi lâu lắm có thấy mặt mũi Trồn đâu. Yêu em nào bên FIFA đúng không? Yêu bé nào bên FIFA đúng không? FIFA đúng không? Lỡ rảnh rỗi. Em cảm ơn anh Văn Ngọt gửi sao cho em nhé. Cảm ơn cả nhà nhiều. Chúc mọi người có một ngày cuối tuần. À, ngày đầu tuần chứ. Ngày đầu tuần vui vẻ. Cảm ơn anh em. Ôi thề hôm nay mấy hôm nay hai ngày hôm nay em bị cầy thuê săn. Toàn mấy anh cầy thuê săn không à. Xong rồi đớn đau liền. Chơi game khổ vãi mọi người. Hai hôm nay hôm qua mây còn rớt 28 sao ấy, mới lên lại 32 đấy. Vậy 41 sao xuống 28 sao. 72 ngày để mây chinh phục mùa 24. Áp lực kinh khủng. Áp lực kinh khủng anh em ạ. Hai ngày bị mấy anh cầy thuê săn đớn đâu vậy? Quốc đại 75. Hello, mày chào Quốc Đại nha. Rát lên đấy Khải. Rát lên á. Gì vậy? Gì vậy anh trai? Gì vậy anh trai? Còn 2 tuần nữa giải APL từ tranh đó lên. Dạ vâng. Em nếu như mà chung kết có gì hay hay thì em mới vô thôi. Vòng ngoài em không vô. Mẹ ở nhà cái like chứ. Mà mấy thích đi xem giải lắm. Xem giải hay, ngồi xem giải trực tiếp hay dã man. Mai Phương,
Hello chị. Hello Mai Phương à. Mai chào cả nhà, chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ nhé. Mọi người nghe nhạc ok không? Sơn Bành, em vừa chơi có chơi được cùng chị? Được nha, chị để ID nha em ơi. Mày để ID nha anh em vào chơi tẹp bô. Em không bận tâm mai sau thế nào. Dù em sao mày ơi, cho anh xin một tấm hình để sao lại xin một tấm hình để mình yêu con nhau. Không chị em buổi tối vui vẻ. Em cảm ơn ạ. À. Em cảm ơn cả nhà. Hôm nay đỡ mệt hơn rồi. Hôm qua nóng máy quá, hôm qua mệt dã man ấy. Hôm qua người mệt xong rồi anh em vào thì thẳng anh em cứ trêu là hay quạo. Nóng tính. À sáng ngày kiểu mình đi học đấy thì mây rảnh mới ngồi mây check inbox các thứ với mọi người. Ơ có bạn còn inbox cho mây là mình nể bạn thật đấy. Chị mây buổi tối. Mình nể bạn thật đấy, bạn chơi game với khán giả mà không kiểu dạng là bạn ấy bảo mình là chơi game với khán giả mà có thua mà bạn cũng không quạo hay gì. Đấy thế mà anh em cứ trêu tôi là suốt ngày quạo thôi. Mây có quạo với anh em bao giờ đâu. Nói to tiếng cái là anh em đã bảo là tinh nóng như kem rồi. Mất giọng thế này. Đình Vũ, chơi với em đẹp gái. Được nha anh ơi, em xong game nha anh ơi. Em xong game để ID mọi người vào nhé. Ê, nắc cẩn thận, rắc rừng cẩn thận kìa. Qua đây mê cứu ạ. Thang Phan, mấy sao rồi em May? Em rớt 32 rồi anh ơi. Không bận tâm mai sau thế nào. Chả hiểu sao em mây mất giọng ạ. Thi thoảng nói khàn khàn phát. Đỗ Xuân Đình, anh em cứ trêu vợ tương lai của tôi thôi. Buồn anh em thiệt đấy. Hèn quá, dích chết mây không chết này. Quỳnh Anh ơi, cố lên em, hay. Sơn Bành, cố lên chị yêu. Ok em nha. Anh em xem stream giúp mây một like một share nhé mọi người. Để mây cầy chai hát nốt chỉ tiêu tháng này nha cả nhà ơi. Trời ơi sao vẫn còn thiếu cơ mọi người ạ. À? Tháng này cũng không hiểu sao em thiếu nhiều thế. Gì cũng thiếu. Nguyễn Văn Mạnh, hello mây và 500 anh em. Hello mây, chào anh Văn Mạnh nhá. Ồ, mày bắn thế mà mày không được miếng nào. Ai đã dắt em chiều nay. Nốt, ngon. Nguyễn Văn Mạnh, thiếu anh nữa, mặt cười lộn ruột. Thiếu anh nữa à, em cái gì cũng thiếu. Hà Nội có lạnh không cậu á? Không cậu ơi. Nóng lắm, mấy hôm nay nóng chảy mỡ luôn ấy. Lạnh gì. Mấy hôm nay nóng lắm. Nắng Hà Nội cứ được mấy hôm thời tiết lạnh lạnh mát mát ngon ngon xong rồi lại nắng anh em. Cương Bùi. Trái gió trời giờ. Chào Cương, chúc bạn xem hello, live Cương stream Bùi vui nhá. Vẻ. Ồ nó bắn đau mà ăn theo nát bắn đau vãi. Mà tiện ngang mây nhở. Nhưng sao tí mây bắn bọn này là mây lên xong cái ấy là lú hết. Nhạc này nghe không cháy nhờ anh em nhở. Nhạc anh nghe không cháy à. Giờ chị ra đường xem lạnh vãi kít em vừa về đây. À, chị nãy chị vừa xuống lấy sảnh lấy đồ ăn xong, có lạnh đâu. Ê xuống chơi đây các cậu ơi, có hai thằng ấy. Xuống đây thêm ơi. Chạy đi đâu. Việt Kiều Bin, chào em. Hello, em chào anh Việt nha. Em chào mọi người ạ. Khỏe chưa mẹ nào? Khỏe rồi bạn ơi. Ngủ được một giấc đủ giấc đấy mọi người. Hôm nay mây ngủ được một giấc gọi là anh em không có người yêu nên lạnh chứ gì nữa.
Mặt tính ra là cũng gì? Không phải đủ giấc, bởi vì là mây mãi mấy giờ mây mới ngủ nhở? Mãi 1:30 chiều là mây mới ngủ, bởi vì đi học về là đã 12 giờ hơn rồi. Xong rồi mây loanh quanh, mây loanh quanh mây ăn uống nữa, mây loanh quanh mây ăn uống nữa thì là mãi mây ngủ, xong là lúc 6 giờ đáng là mây phải dậy rồi. Mây đẳng sơ cấp, đẳng cấp luôn. Bắn có sợ ai không? Bắn có biết sợ ai đâu mọi người. Tầm này mình cân toàn map, cân hết map luôn. Nhưng mà mấy anh cày thuê tha em nha, em gáy bẩn thế thôi chứ mà mẹ năm anh cày thuê mấy hôm cứ săn mình, 2 hôm mới bị săn mọi người ơi, 41 sao còn 28 sao ạ. Xong hôm qua là mây lại ngoi ngóp lên 32 rồi. Hello cô Thiên, nhiều sương. Hello, hello mưa mưa nha. Chả hiểu sao mấy bác cày thuê cứ đi săn em á. Mấy anh quá đáng, săn lại còn mấy trận liên tiếp luôn. Khóc tiếng má. Sao mà chạy được? Này giảm cũng... L play quá mọi người. L play quá mọi người. Game này mọi người nhìn là mọi người biết vấn đề đấy, là biết ai win rồi đấy. Game này nhắm mắt chờ win. Nguyễn Trần Văn Khuê, Hi Mây. Hello, hello anh Khuê nhé, em chào cả nhà. Ôi dồi ôi, mày bắn SP nó kìa. Đừng để vai ô xanh, đừng để vai ô xanh. Đừng để vai ô xanh. Ôi giời ơi, cái gì đấy? Sao biết gặp cầy thuê ám này? Người ta chat lên chứ sao? Với cả là anh em trên live bảo. Bạn đi chat mà. Cầy thuê live TikTok mà. Hôm thì gặp hội tuy bóp. Mấy nói chung mấy team ấy, 2 hôm mới bị săn mà. Anh em nào xem stream 2 hôm vừa rồi thì biết. Win tới nơi rồi em. Win như sao anh? Không gặp các anh cầy thuê thì em mới cân được, em mới lo được. À, chứ 2 hôm mà các anh săn mình mà nhiều team chứ có phải một team đâu các bạn. Săn mình xong mình 41 sao xuống 28 sao. Mọi người bảo bây giờ cầy thuê đánh thì sao mà mây đánh lại được? Mây đánh team 5 với khán giả, sao mà mây chơi lại được? Ở mây đâu có kỹ năng đâu. Fan VIP. Săn để quảng cáo đấy. Đấy thì thế mọi người hỏi sao biết, người ta chat lên làm sao mà không biết. Nhưng mà không sao, không sao. Hôm nay em mây lại leo lại. Ừ, team nó toàn ép cho 6 với 7 phút mất hết dàn trụ ngoài rồi, chơi khó vãi. Game mới nha mọi người ơi, anh em nào chơi mọi người nhập ID chơi với mây nha. Hello chung. Yo 2451333 mọi người. Thôi. Hello Tô Khánh nhá, chị chơi nắc đi á. Chị thích đánh AD với cả là mid hơn. Thi thoảng chị mới vào rừng thôi. Chị đánh nắc non lắm. Leo gặp cày thuê lại tụt. Mấy hôm em, 2 hôm vừa rồi em bị săn cơ. Thế nó mới đớn đau. Thế nó mới gục ngã. Anh em bảo chơi 2 ngày mà 41 sao xuống 28 sao có khóc không? Đã mệt rồi còn bị săn. Em chào anh Thanh Đồng nhá. Chào mọi Thanh người Đồng. Ạ. Hello em. Anh em nào mà có sao free, mọi người check sao free ủng hộ cho mây nhá. Em vẫn đang thiếu rất là nhiều chỉ tiêu sao mọi người ạ. Vẫn thiếu tận mấy chục ca nữa cơ. Bù không nổi. Hello Văn Kiệt nhá. Hôm nay vừa phải nạp bao tiền vào. Bù không nổi anh em ạ. Cấm kìa mọi người. Tuyên Tuân Tu. Hello mèo meo meo. Hello anh Tuyên Tuân Tu. Tuyên Tuân Tu. Tuyên Tuân Tu. Mọi người ăn tối chưa? À 10 giờ rồi làm gì có ai ăn muộn như em. Nãy em lại vừa ăn bánh mì mọi người. Lại bánh mì thế. Làm bán giòn đi em. Giòn hả? Giòn thì lại phải có ấy anh ạ. Giòn lại phải có FP anh ạ. Em thích chơi mấy con mà em tự thân vận động được á. Đồng đội đỡ phải lo lắng cho em nhiều. Cho mây xin AD nhá mọi người. Chơi con giòn phụ thuộc lắm. Chưa thấy ai sinh mà giọng hay như vậy. Ôi giời ơi. Hello anh. Đã tặng 10.000 sao. Thôi anh Trường ơi. Cảm ơn anh Capenino Bro. À chết quên mất, bây giờ anh bet anh là top 1
top 1 AD rồi mà đúng không? Em cứ vẫn quen cái tên trước của anh Hùng, vẫn quen cái tên trước Campanino Bro hơn. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh Tiến Ngô nhá. Đứng đằng sau Elsu tiếp. Elsu à, thôi game này Elsu gì? Game này đánh ấy đấy. Đây làm trận Campani nhở? Thôi làm trận HAT đi nhở? Hay là Vi đi. Thôi chơi La Vi nhá mọi người, em chơi La Vi nhá. Tí Elsu, tí Elsu. Hôm qua bắn Elsu hay anh em nghiện à? Trời ơi, hôm qua không biết là cái gì động lực ở đâu hay là ai chui gầm bàn Mây bắn Elsu hôm qua hay vãi. Mây bắn con Elsu nó kiểu tùy hứng lắm mọi người, có ngày chơi Elsu không được. Đỗ Xuân Đình, La Vi là vì em. Chúng ta hôm nay xa rời, chắc em sẽ chẳng vân vương thêm anh để làm gì. Nói với lòng chúng ta hôm nay chẳng hợp ý. Lại gặp chùm cầy thuê Kim Mây à? Ôi dồi ôi, thề gặp mấy ông đấy khó đánh lắm. Mấy ông ấy còn toàn cam ấy. Mấy đối flo đi. Mấy ông ấy còn toàn cam ấy, khổ lắm. Hôm qua có cái bạn Zena ấy, mình đi mid thì bạn ấy đâm vào mình trước, mình đi AD thì bạn ấy đâm mình trước. Nói chung là mình đi đâu kiểu hay bị cam lắm, bạn ấy toàn lao thẳng vào đầu á, nên chơi cũng khó, toàn bị tách ke nên chơi khó lắm. Làm vì đựng nước ấy. Check server free làm sao dạy chị hả? À, nếu em vào cái phần hình tặng sao ở chỗ bình luận ấy, em thấy có sẵn trong đấy 75 đến 100 sao thì nó là sao rơi free từ Facebook. Thứ 6 thứ 7 sang tiếp đấy nhớ tránh nha ha. Ái già 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 già. Thôi Đông ơi, xin đấy. À thứ 6 thứ 7 là tôi khỏe rồi. Mấy hôm nay là vì mày. Hôm qua và hôm kia là đang bị mệt. Ông nào xem live là biết là hai hôm đấy là đang mấy hôm đang cầy live nhiều, đang mệt. Ốm mãi đái, hôm qua ốm mãi đái còn gặp mấy quả cầy thuê sợ quá. Em có làm nên tội nên tình gì mà mấy anh săn em. Ví dụ bảo săn mấy người có kỹ năng không sao, đây chơi game vui vẻ với anh em, bú win anh em thôi, cứ đi săn. Mệt. Shall we fly through the sky? Mệt nhấm nhùn. Hello May. Hello May, chào Đức Hoàng nhá. Game này nhìn tại nhìn thấy con Alice nên May chơi con này cho đỡ mệt đấy mọi người. Chơi mấy cà phê, cà phê nó thả cho cái ulti đầu mệt lắm. Đức Hoàng, Kỳ Mây. Ơi chị nghe em ơi. The red clouds of sunset, the clear water of the deep sea, both are beautiful. Đỗ Xuân Đình, hôm qua lên live sớm nhưng thấy không tươi là hiểu vấn đề ngay. Mệt mà. Anh thấy giọng hôm nay em rất là tinh thần, em không mệt thôi chứ giọng em kiểu mất giọng. Nghe kiểu người muốn ốm á. Chém. Ô yếu hết kìa. AD nó chưa 3 anh em ạ. Đức Hoàng, mày bao nhiêu sao rồi? Mây tụt còn có 3 mấy hả? Ôi yếu hết luôn á, chấm máu hết luôn mấy ông ơi, AD chấm máu kìa. Trivial. Gì vậy nó ta? Trivial. Không đủ đam, không đủ đam ạ, các bạn ạ. Chào idol. Hello, anh chào mọi người nhá. Xin chào, xin chào. Vậy để em tắt đèn đi cho mọi người đỡ chói mắt nhỉ. Đó, ok lao mọi người. Tắt đèn nhá. Lần đầu xem live à? Hello anh Vòng Akin, hello anh. Lần đầu xem live giúp em một follow nhá. The Phoenix has left the clouds. Let's see what's to offer down here. Slayer has been defeated.
Tô Khánh, chị Nghe đã bao giờ đi rừng chưa? Đi rồi, chị đi được rừng mà. Trời ơi, trên cái toa nó xuống, lên nó lên đông thế. Shall we fly through the sky? Cất thùng, em có bật hay tắt đèn cũng vẫn xinh thôi. Cảm ơn anh. Tại em mới nhuộm quả tóc, em bật đèn lên hơi chói mắt. The red clouds of sunset, the clear water of the deep sea. Both are beautiful. Oh no, mít oh no. Tony Bùi, hello em. Hello anh. Our middle lane tower is under attack. Phoenix has left the clouds. Let's see what's to offer down here. The iron defense line has disappeared. Send in the ballista. Đỗ Xuân Đình, hôm nào vợ tôi mệt quá anh em đừng comment hỏi gì nha, vợ tôi mệt quá không trả lời comment ngay được đâu. Kìa, lộ. Ôi, bạn kia chết mất rồi à? Ôi, bắn trúng AD nó tí máu à? Ôi, nhìn có vẻ game này hơi ấy nhỉ, hơi no hope nhỉ? Đợi tới farm tí đã. Mày farm tí mày bắn cho. Nghĩa lên, hello người đẹp. Hello. The Phoenix has left the clouds. Let's see what's to offer down here. Khó chịu thế, nhìn lắm CC vậy. May ở pick con này, tí bắn được nha, tí tới con đam tới bắn được ạ. Nguyễn Dương, hello idol. Hello anh Dương. Our Slayer lane tower is under attack. Only your tower has been destroyed. My bullets won't miss now. Ê chơi mít nó không? Nguyễn Dương, này không bị săn nữa à? Trận đầu lúc nào mấy trận đầu săn nó tầm đêm đêm với mây hay lay đêm, tầm đêm toàn bị săn rồi. Này xin các anh hãy cho em leo lại lên 40 cây. Hai hôm mẹ các anh săn em. Rớt quá trời quá đất. Trụ rồi đấy kìa. Xịt rồi. Team nó nhiều phép nhỉ. Nguyễn An, tình anh được chơi không chị? Được em ơi, tình anh chiến tướng đều được nhá. Thoải mái. Chiến tướng dưới 60 sao nhá mọi người. Trên 60 sao gặp căng lắm, không đánh được. The Phoenix has left the clouds. Let's see what's to offer down here. Chết rồi, ngu rồi. Đảm thế, mày like đến mấy giờ? Em like đến sáng mai anh ạ. Ngu rồi, tham quá biết thế đi về. Tí thua nhiều lại quạo, mình chưa bao giờ mình quạo kiểu mà quá khó chịu với mọi người nhá. Mình chỉ bảo là ôi dồi ôi không đánh được à, hay ối dồi ôi thế này thế kia thôi. Đã bao giờ quạo với anh em đâu. Đức Hoàng, ăn uống chưa mấy? Em ăn một chiếc bánh mì. Nó gọi là đẳng cấp luôn. Ok chưa mọi người? Team nó lại tưởng mới hack map quá. Nó chuẩn bị ulti đấy. Nguyễn Văn Mạnh, còn một ván lên keo thủ xin ví. Em ơi. À, xúi thế, chưa đủ đẹp. Yeah.
Hay rồi. Mọi người đợi tớ có đồ, cái cung kia, các thứ là tí tớ bắn hết. Đảm khí, rồng không? Đảm sờ tóc. Rồng không? Rồng này mọi người. Sờ. Nó lại gọi là đẳng cấp tiếp luôn. Bảo Nguyễn bốp bốp. Mít nha, trụ mít nha, mít ơi. Em đâu biết được, sao hỏi em. Farm tí nữa nha. AD nó xanh ấy, AD nó 5-0 rồi. An ally has been defeated. The phoenix has left the clouds. Let's see what's to offer down here. Dark Slayer has been defeated. Burn! The enemy Dark Slayer has been summoned. Red clouds of sunset. The clear water of Hành the deep sea. Hành trang, chị làm sao chơi mấy tiếng không chán vậy? Beautiful. Nó là công việc của chị em ạ. I heard the ocean's champion is strong, but I'm strong. Đỗ Xuân Đình, vợ tương lai từ đó các ông cứ các bông bốc lên. Mặt dù thích mắt. À, chạy nhanh lắm, Lily xuống. Sao team mình lên nào cũng toang thế, tớ không đép hết được luôn ấy, đép từ lên này ra lên kia nhỉ. Nguyên đép lính hết thanh xuân này. Nó ba phép để thua nữa chịu nhé. Ờ anh em nào tanh tanh lên mẹ cái choi sớm đi là lụm rồi, nó ba phép kìa. Bảo từ đầu là team nó nhiều phép đấy. Lụm. Ui, nó lướt chiêu 2 kìa. I heard the ocean's champion is strong, but I'm stronger. Tô Khánh, trận này dễ toang lắm. Sao trận này thằng Thái đi biết con đấy vậy? Sao đi biết con Vera vậy em? Sao nó khó chơi ra? Shall we fly through the sky? Chết rồi. Bắn đạn thần quang hết đẳng sơ cấp như đầu game rồi anh em. Pha si rút, bắn chiêu cuối gắn định vị lại mây ơi. Mặt người bận rượu. Mình phải tém tém lại chứ, bắn cho như mấy phát lúc nãy team bạn lại tưởng em hack map chết, ngại lắm. Hôm trước em chơi HAT, team bạn bảo em hack map. Ảo giác. Pha si rút, bắn toàn hụt, mặt người lại toàn hụt nữa, đầu game bắn toàn trúng, kêu toàn hụt nữa chờ. Trời ơi nhà chẳng. Team mình pick con mid đủ quá. Con này mà không đi núp được mà đánh thẳng mặt này sao đánh với chúng nó. Ok, chấm dứt nó phát. Đép trên, đép trên. Thanh Hoang, chị chơi game kiếm được bao nhiêu mỗi tháng vậy? 5 triệu mỗi tháng em ạ. Champion is strong, but I'm stronger. The Phoenix has been defeated. Nguyễn Minh Quân, em chị xin tí. Xin không? Em gáy ruột chị mà. Shall we fly through this Phoenix wing? An ally has been defeated. Team đừng chết hết. Bắn khô máu đi. Enemy
Úp, thôi xong rồi. Thằng kia ấy không bật được cung lên. Trời ơi, tôi còn chưa kịp bắn ra đến nơi. À, chưa kịp chơi game, team ra, vẫn đang đi farm team, tự dưng ra đấy combat chết hết xong rồi ra đến nơi thua mẹ luôn. Chán thật chứ trời. Trời ơi, sao thiếu AD, AD đang ở bên này đép lính tự dưng đánh nhau. Lại chưa kịp bắn ra. Còn chưa kịp bắn ra nữa trời. Team chết hết rồi, sao bắn ra? Phát đấy đi ra đến nơi, team chết hết, chả hiểu sao. Lại combat nữa. Chán mấy ông thật đấy chứ. 6491940. Tóc hồng chứng tỏ vợ. Thề luôn, đang đi farm để phun đồ để bắn bắn 4 5 thằng mà team tự dưng đi combat xong chết hết à. Mệt ghê luôn á. Thằng Đăng Thái chơi tử tế đi em, vào không biết con mấy con đó đù và ai có chơi được đâu. Tô Khánh vừa thắng giờ lại thua. Chán thật chứ trời. Chán thật đấy chứ trời ơi. Chán thật đấy chứ trời ơi. Các ông ơi nè, các ông ơi. Tôi pha cháy cả máy ra. Tương lai của tôi đó anh em. Pha cháy cả máy ra gần full đồ để chơi game thì anh em cứ combat cái gì không ạ? Cứ combat cái gì vậy trời? Thề luôn, phát đấy cứ ở trong nhà đi, đợi mây mới có cái ấy rồi mới chơi là win rồi, tanh cho mây mới bắn là win rồi, lại còn tự dưng chết hết. Giá nồi tìm chết hết. Thiếu phở lo với AD mà không hiểu sao đánh nhau. Thê sở lộ em xinh đẹp. Chán mấy bác thật. Hello anh nhá, đánh danh này rồi mà cứ combat lên thuyền. Danh này rồi mà anh em lại combat linh tinh vậy. AD farm đã đang farm full đồ rồi để chơi rồi, còn combat sớm vãi thiếu AD mà chơi, có đam nó team chả ai có đam. Cay vãi. Đỗ Xuân Đình, anh em lại làm vợ tôi dỗi rồi, chán anh em ghê ý. Mặt cười tít mắt. Hơi cay nha. Chơi game hơi cay nha. Chơi mẹ farm phun đồ để chơi rồi, chửa chi đồng đội đã chết rồi. Trần Chiến, hello vợ. Hello, hello anh Chiến nhá. Ức chế luôn. Hưng Yên có biến nữa, ơ biến gì nữa đấy bạn? Em chưa thấy chị đi rừng bao giờ á, chị đi rừng suốt mà. Sao em lại quay bước đi, tại sao không thể ngừng nhớ em. Đừng có combat lúc thiếu AD anh em, mẹ lết game mà các ông combat thiếu AD thế thì combat lấy đâu ra đam mà combat có 3 người đi combat. Lui về là win rồi, còn nhảy lên combat nữa. Chán các tình yêu. Các tình yêu vào đánh báo đời quá. Đánh không nổi. Ở đây tắt nốt cái đèn này. Ok. Cho mọi người thấy phòng mây nó đèn hồng như thế nào. Ok. Giấc mơ. Đỗ Xuân Đình, từ giờ đến Tết âm có mà hơn 100 cái đến anh em mà. Năm nay là một cái năm mà xảy ra nhiều vụ việc thương tâm thật đấy chứ, vừa mới mấy ngày gần đây thôi. Đáng sợ. Việt Nam dạo này lạnh như Bắc Cực cả, ở đâu cũng thấy lạnh. Em thấy hôm nay nghe ở trên TikTok lúc nãy lướt, trước khi lúc đang ngồi ăn lướt, thế còn thấy có vụ cái vụ bên Hàn Quốc ấy mọi người,
Đấy, cái vụ đấy là do có một nhóm người nào cứ hô đẩy đi bởi vì người ta không biết là người đằng trước bị kẹt mà. Thế xong rồi mới dẫn đến cái tình trạng đấy. Em xem được quả clip mà mấy người bị kẹt ở đằng đầu ấy. Xong rồi cứu hộ đến người ta lôi người ra, không lôi ra được mọi người ạ. Xong rồi có người kiểu là bị ngạt thở rồi ấy. Xong rồi mở mắt ra thế này cơ mà mọi người, kiểu như kiểu người ta bị mất rồi ấy. Xong rồi mắt mở ra mà ôi nhìn sợ lắm. Từ quân, vụ sập cầu ở Ấn nữa. Ồ, lắm vụ lắm. Thế nên anh em nào mà sắp tới có định đầu tư to to cái gì hay làm cái gì thì đừng có đầu tư nha mọi người. Nói chung là thấy lãi suất ngân hàng nó đang tăng rồi á. Sắp tới là lạm phát các thứ á. Chung là không nên đầu tư bất động sản hay là cái gì đâu. Sắp tới nó ấy đấy. Tầm này có tiền thì ấy thôi. Chơi đầu tư cái gì thì chơi làm nhỏ nhỏ thôi. Đồng tiền cất lấy lãi. Việt Nam 53 chết tại vụ rầm rập cái à không, mây tưởng là cái bạn đấy, có một cái bạn ở cái vụ Halloween ấy, một bạn nữ Halloween ấy của người của Việt Nam mất rồi đấy. Ôi rõ xinh gái ở đâu ấy. Lắm vụ việc thật. Ngày nào cảm giác tài quá của thì giữ mà ăn. Nương thu, lạm phát tăng lại thêm không đầu tư BBS bỏ tay. Ôi dồi ôi, chết luôn này. Thì đấy là suy nghĩ năm nay vụ gì cũng đấy là suy nghĩ của mình bạn ơi, đấy là suy nghĩ của mình bạn ơi, còn nó mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau đấy. Mình có bảo mọi người gì đâu đấy, mình nghĩ như thế thì mình nói thế thôi bạn. Bạn có tiền bạn làm cái gì thì cái việc của bạn chứ có ảnh hưởng gì đâu, ảnh hưởng gì mình đâu. Mình đang ngồi nói chuyện với anh em thì mình nghĩ nào thì mình bảo thế thôi. Thiệt võ hiến. Bởi vì sao mình lại nghĩ như thế? Bởi vì là mình thấy lãi suất ngân hàng nó đang tăng, bây giờ các nhà đầu tư mà đi đầu tư to đa số toàn phải vay lãi suất, phải vay viết các kiểu thôi bạn ơi. Mẹ làm gì ai có mẹ tiền cả cục xong đi đầu tư to đâu bạn. Nói chung là thôi đấy, là mỗi người mỗi cái nghĩ khác nhau, chứ bây giờ tôi lại ngồi đây tôi lại giải thích cho ông nữa. Anh mẹ. Em ai làm công nhân Tết năm nay chết đói rồi này. Ôi nữa. Ôi tí chết. Tí chết anh em ơi. Bỏ tiền bắt đáy chứng khoán anh em ơi. Bởi vì mình nghĩ cái tình trạng này nó còn kéo dài. Tìm đâu hết rồi. Thế chơi game team mình đâu hết nhở? Sao nó cứ 4-5 thằng trên này mà trên này không có một ai vậy ấy? Ôi giời ơi chơi game. Từ nãy team nó ganh 4-5 thằng trên này mà. Đỗ Xuân Đình, thưởng Tết năm nay có khả năng bị giảm một chút nhưng bao nhiêu thì tôi không biết nha anh em. Anh có nên đầu tư vào bóng bánh lô đề không mây à? Đầu tư vào nhà cái trô hả anh ơi? Đi lót Đạt, anh yêu em mây anh Đạt có thắng OP, OP. Oh.
Chơi đây anh em. Phần văn Việt này thuộc 2x chưa nhỉ? Lên lại bãi rồi. Ui sao nó trâu vậy? Sao team chúng nó trâu vậy? Ui trâu thế, chưa có sách, phải có sách mới đánh được hội này. Tùng Lâm vẫn ổn chứ mây mê. Ổn anh ơi, tạm thời vẫn ổn anh ơi. Thề từ nãy giờ team nó lên trên ganh toàn 4-5 thằng luôn. Nhưng cả team mình đang bị phế. Quảng Trị Viên, đầu tư lô đề là về đâu khi nhà đã bán? 5 tới đây mấy anh em nào mà đập ví dụ như kiểu vay tiền các thứ mà để mua cái này cái kia, mẹ từ giờ đến năm 2023 mẹ sao mà ôm nổi nữa, mẹ lãi suất ngày càng tăng. 20 tới bắt đầu World Cup anh em đầu tư mạnh. Ôi xúc bot đứng đấy mà sao tự dưng nó nhảy sồ ra đây vậy? Chơi game này áp lực quá. Xuất khẩu hàng hóa khó hơn trước nghe anh em. Chung là thị trường bây giờ nó đang ấy mà. Long Trinh gặp đầy thua dung. Áp lực thế chơi game. Chơi game có mỗi Zuka ăn được một mạng. Qua từ lãi sao chưa chết mạng nào vậy? Sao lại lên giáp lên giải đi chứ? Lết ăn chắc rồi. Lên giải trời ơi. À support lên giáp nữa. Bạn support này cứ đi đâu mẹ từ nãy tới giờ ấy. Từ nãy mẹ mình có support đâu bảo sao mình cứ bị bắt hoài kìa. Cứ đi đâu tài xỉu rút. Kinh tế khó khăn đầu tư tài xỉu. Mặt cười lộn ruột. FP vào phá game à? Nhìn team nó thấy kia đi lên giáp. À trận này không có SP các bạn ơi, sao chơi đây? Lee Melvi đầu tư vào Mimi là lên điểm liên tục. Chơi game mệt thế, chơi đã mấy hôm nay đã mệt rồi, gặp mấy kiểu này mệt dã man luôn ạ. Nhưng mà hãy cứ đi đâu không biết. Tùng Lâm, thăm ngàn thăm ngàn mặt cười rất nữ. Nữa Zuka về đây là lụm này. Trời ơi. Về sớm tí là mắc nhảy vào là bắt được hai người kia. Kê rồi. Thình phàng, vẫn lo được chứ em ơi. Hên xui anh ơi. Có đồ mới biết rồi. Thình phàng, lo được không em ơi? Mai lo là không anh? Hay Zuka lo game này nha anh em. Mà
Fan VS đã có những khó khăn. Chơi đây. Trời ơi, sao còn ăn mạng của Mây nữa? Cho Mây cái mạng cho Mây xanh đấy. Long Trinh, ST ngáo thì thua. Đỗ Xuân Đình, anh em để tôi mang vợ tương lai của tôi về nha. Nháy đèn à. Lên check xe ra. Bò. Bạn nào muốn cao lên bất thường cứ PM em. Ôi sao không lên? Giết xong hàng lưng bố không bạn lên luôn lại còn lui dê. Lui dê. Tùng Lâm, ST ăn cỏ nhiều quá ngáo rồi. Lui, cậu ơi. Chạy chứ. Còn quay lại. Mày quá có quả Zuka biết chơi. Biết đi ấy lính thế. Long Trinh giờ giàu nhất là dê này dê đép mày Zuka ơi. Chơi đây anh em. Chơi đi, đâu rồi? Team đâu hết rồi nhờ? Chơi lên, càng lên chơi đi chứ. AD mà cứ lao lên bắn như tanker cờ đây. Tuấn Huy, lên chiến tướng chưa mày ơi? Chưa anh. Tanh không thấy đâu, một mình cứ phải lao lên giữa 4-5 thằng. Được á. Mày có team có kiểu Zuka với nắc ấy mọi người ấy lính được. Tuấn Phạm, hello em mình. Hello anh Tuấn Phạm nhá, chào anh. Anh em hết đội nốt sát thủ à mày. Nhưng mà chả ai lao lên thì em phải lao lên phải phát đến nhìn là đánh được á. Từ bò ơi. Bạn này không bật loa anh em. Long Trinh, nhân viên nhà nước đi xe mẹt và đồng hồ Rolex còn anh em đi xe máy cây cây. Ôi, không bật cung kịp kìa. Ôi, lui nha mọi người, chết hết là thua. 6. Đép được không? Lính thôi cậu ơi, cố lên. Lính hai bên cao còn lính mít thôi. Tô Khánh, được. Chị ơi xuống ranh đồng hành các cháu không chị? Không em. Thua luôn. Lính trước không lính. Thua nữa. Đừng có nhắc em bóp bóp. Trời ơi. Bóp bóp hoài, nhắc bóp bóp hoài. Cứ lên thuê hoài vậy. Bảo bóp bóp có người yêu rồi. Mẹ anh em đều xem stream hai đứa. Cứ hỏi mãi là mấy người yêu hay vợ bóp bóp à. Thua hoài ơi, sao hôm nay đánh lại thua nữa nhỉ mọi người? Hiền Hiến, cầm trang phục đó ai chịu nổi mây? Chị em áp lực thế. Chơi game mid với cả AD, mỗi đứa 30% đam. Game mới mọi người, 694111. Chơi auto lot thế này. Ai chịu nổi à?
chịu nổi à, thua rồi đây này, anh này không win nổi. Lily có người yêu rồi, mây mây cô đơn. Thì năm sao? Thì năm sao hả anh? Anh em xem chi mọi người ủng hộ cho em xin một like một share á mọi người. Thua giết. Chưa em ơi. Cô này cô đi tụt lùi em ơi. Tùng lăng cầm ra ta bay đi mày. Ờ. Your team's turn to ban. Tôi không thấy tóc mây hòa tan với căn phòng rồi. Căn phòng đâu đâu cũng là màu hồng. Không hồng đậm thì hồng nhạt, tóc mây là hồng nhạt nên nó đã hòa tan rồi. Lại thua Hà Mây Mây. Vâng, lại thua anh ạ. Đớn đau lắm. Thua nhiều vì không có người yêu. Thế có người yêu có win, auto win được không để có người yêu cái? Mai Xuân Lộc, chị mê con người yêu chưa? Chờ em ơi. Chào chị ạ, à, chị chào Duy Thanh nhá, hello em, nho. Đây, làm trận Lily đi. Hello Minh. Hey nho, hey nho anh hiểu nhá. Mây sao không đợi á, đợi anh hả? Em để ID mà. Bây giờ anh em vào full phòng là em vào à. Tạo nhóm cho fan chơi game đi thì đây. Ngày nào em Mây ở chơi game với cả anh em xem stream, Mây tạo ID mọi người vào mà. Thế này không là chơi game với anh em mà lại phải tạo nhóm gì nữa. Tạo nhóm xong gửi ID vào ấy hả? Điên à? Bây giờ để ID trên live này, anh em xem stream anh em vào chơi còn gì nữa. Hello anh HN Lê. Chào anh. Ồ cái điện thoại em đặt lâu quá mọi người ơi. Mua luôn thì nó đắt hơn. Thế em đặt cho rẻ mà em đợi lâu quá. Đợi mòn cả nít ra rồi. Gần 2 tuần rồi quá. Đỗ Xuân Đình, mày có tôi rồi anh em đừng hỏi vợ tương lai của tôi nữa nha. Cứ vợ tương lai thôi, không hiểu. Chị quê ở đâu vậy á? Chị quê ở Việt Trì Phú Thọ. Chào anh đi em, chào anh Tú Nguyễn nhá. Để vậy fan mới vô chơi là sao? Thế bây giờ không phải là các bạn ấy vô chơi à? Lòng thế là ai vô chơi? iPhone 14 DKGAM giảm giá. Mây để ID thì vẫn là mọi người đang xem vào chơi mà. Thế tự dưng lại còn tạo box xong Mây lại phải gửi ID vào đấy. Mây còn chưa nhập kịp ID vào đấy là đã full phòng rồi. Rất mất thời gian. 3 phút nữa là gặp cầy thuê rồi à? Mẹ chơi game hôm nay toàn thua bạn ơi. Nhìn chị như bạch cốt tinh vậy à? Nhật Akira mới coi like chị ơi. Chị cũng ước gì được thịt ai đó để làm bạch cốt tinh em ạ. Em nhìn nửa cái ID mà mọi người vào hết rồi. Ừ. Đúng rồi. Mọi người vô nhanh lắm lại còn chưa còn bảo Mây mà tạo nhóm gửi ID và Mây còn chưa nhập kịp ID trong đấy cho anh em là đã full rồi đấy. Thế có anh cái thơ nhá. Chào mọi người. Tùng Lâm, bản thân không lo được đòi làm người yêu với vợ con. Mặt cười tít mắt. Á lù sờ chim mơ. Ai đây? Lên kèo win 200k mở bát rực rỡ này em Mây à? Lại phải lost mặt cười. Ok HN Lê ơi. Mở kèo. Hôm nay chắc tại anh lì Lê không ấy đấy. Ừ. Anh không mở bát cho em mọi người. Em xui vãi, em thua hoài luôn á. Mặt rỡ xanh. Sao? Như nào? Nhật Akira, kèo solo không chị? Chị không solo em ơi, chị đánh danh giao lưu với anh em xem stream. Nay nhìn cam hơi mờ á, anh bật 1080 lên nha anh. What's it like to be me? Cam hơi mờ hoặc có thể do em tắt điện đi nó thế. Nó không được nét. Thì anh Lì đây còn rồi. Ủa? Mày ở đất tổ, mặt cười nhăn. Sao anh Lì lại xài Facebook khác nhỉ? Anh Lì lại xài Facebook khác vậy? Gái đất tổ đó. Bé ta nỉ sang nhà E. Why did I join with?
Because it's fun. Quảng trị viên, nhắc mới nhớ bạn người đâu rồi. Em không biết đầu like thì anh ấy vào vào ấy. Cảm ơn anh Vũ Duy gửi sao cho em nhé, mọi người dưới cẩn thận. Cảm ơn anh Vũ Duy nhiều. Chắc nó đứng ở đây nó bắt mây á. Rat đâu? Ở dưới cẩn thận kìa, bảo dưới cẩn thận rồi. Thằng Giáp bọc sau kìa. Giáp bọc sau AD kìa. Anh ơi. Lên ăn xe ra Zuka em, mây lên này. Nó ăn dầu rồi mình làm xe ra đi. Tìm chết đấy rồi. Lẹ. Điểm tính, ở chỗ nào Phú Thọ tí đi em. Em ở Việt Trì anh ơi. Phan Văn Trung, hello chị Nhi, yêu yêu xương xương. Hello, chị chào em nha. Rát lên trên anh sao, giúp cả cẩn thận nha. Không thấy rồi. Why am I here? Is it because of you? Cô Nguyên, gần Bixi không em? Gần anh ạ. Chơi này, chơi này, chơi này. Đừng úp nữa. Sao nó chạy được? Úp phí ra để úp con AD. Vũ gì? Rành cao tuổi mình chơi khó hành. Chơi luôn. Được nữa luôn đó mọi người. Cho. Rồi tanh đi. Hết em đi. Anh lên kèo bắn này thì xác định là kịp cửa rồi. Ok nhá. Thật chứ. Có thể rực rỡ thôi. Nhật Akira, chị chơi Aya được không? Con Aya thì dễ chơi với em ngồi lên đầu người khác thôi mà. Lên này, mới lên nào. Chơi đấy. Nhật Akira, em chơi nhắc gánh được khi có ai nha. Why did I join raid? Because it's fun. Màu đỏ luôn. Ê, nó còn đấy kìa. Nắc hết băng xương nha mọi người. Bình băng, thế luôn. Hello, chào anh. Hay. Trần Đông, hôm nay có hai người cười tốt thua lần là cầy kia đó. Mặt cười chảy nước. Chơi luôn rồi. Mít của mây chết rồi, mít của mây. Our middle lane
tower is under attack. Rồi, lấy mít tụi em ơi. Tô Khánh, hello chị. Hello Tô Khánh nha. Trời ơi, có nội tại cào nó đau lắm. Ơ chết. Nữ gì? Di chuyển cẩn thận đi. Chú sao anh? Phải cẩn thận đi. Không, thằng giáp nó đứng bụi nó combo cái em chết à? Your team has destroyed a tower. Hoàn Bevio, chào Mây Nha mới đi hôm về. Hello Hoàn. Xuống chơi mọi người. Mít kìa, Zuka đép mít cho Mây nha. Hơi gà thì phảo. À, tưởng giáp đá ra nữa, giáp không đá ra. Long Trinh, lo về người chơi chứ giờ phế lên. Ôi, chết rồi. Bữa nó một cái. Ôi, thôi chết chị rồi. Chị lao vào cào xịt rồi. Ăn cứt rồi. Chạy thôi Ad ơi. Xong. Thôi xong. Nguyễn Bảo An, áo đẹp chứ? Đẹp không? Enemy ultimate. Dark Slayer has been summoned. Vẫn nha. Cứ hay quăng game anh em. Lao vào xịt chứ lại còn lao vào trong. Hoàn baby, chị chơi kêu la đi. Vào tùy lên mọi người đi, các lên nữa thì chị mới đi rừng thôi, chị lười đi rừng á. Đỉnh, trái tim luôn mỏng manh vỡ vỡ, ai nào lỡ luôn mưu rồi thì nâng đỡ nhẹ tay nha. Ôi vẫn chết mỹ, ao dây nó ngon vãi cứt rồi, chấm máu. Ôi một tí xíu thôi là Mây hồi chiêu là nó chết ngược á. Cay vãi. Thàm thế. Vũ gì, còn chấm máu con hiêu hiên đó. Rút. Rút anh em. Long Quang lại thua nữa đó, lại thua ngược đó. Bỏ đi, bỏ chúng này đi Mây ra nè. Nhật Akira thua ngược. AD cẩn thận góc đấy không bắn được. Lên check xe ra đi em.
Dark Slayer has been defeated. Long Trinh, bắt ép nó với Malok. An ally has been defeated. The enemy Dark Slayer has been summoned. Xong AD nó rồi nha. Cẩn thận thằng rác, cẩn thận thằng rác. Nhật Akira, giờ coi mát kỹ đi, giờ tụi nó ép mạnh lắm, mây lợi dung nội tại cao ra cấp 3 đi. Cẩn thận thằng nắc kìa. Mày làm gì vậy? Why did I join late? Because it's fun. You'll like it. Keep up with this rhythm. Ê, nó đâm mày, nó đâm mày, nó đâm mày. Enemy ultimate. Ê, chị đang có lỗi tài thì mày úp vô rồi. À đây, cẩn thận nghe. Hoàn debut, nắc muối dẻo nhỉ. Từ tới hồi máu vẫn nha. Các đấy không úp là chị cào được bọn nó đấy. Thái, chị đang có nội tại á. Mày úp vô. Nội tại như nào á? Chưa một chúng hai người có nội tại. Chưa một chúng hai người có nội tại nha. Cẩn thận thằng rat, nó bắt AD đằng sau à. Trời ơi, má ơi, nó bắn đau lắm. Trời ơi. Xui ơi, mọi người đép được không? Đỗ Xuân Đình, ơ tại sao game này nó lại như thế này? Mặt cười lộn ruột. Sao mà bắn đau thế không biết. Lật kèo 500 sao chị ơi à. Đâu đâu đâu, anh em nào lật kèo 500 sao nào để chị ghim phát nào. Vũ gì, hồi giờ tớ mới biết là con này có nội tại vậy. Trời ạ. Cậu không chơi game đúng không? Hoặc cậu không chơi con này, sao lại không biết được. Đấy, ra rồi, ra rồi, ra rồi. Rất xin lỗi vì những phát đánh không cẩn thận. Hơi cay. Hoàn Bevio, sự đáng sợ của Violet khi về lết và có SP hay. An ally has been defeated. Because it's fun. Rát nó yếu á. Gắng chiếm con tà thần cấp 3 đi chị ơi. Anh em ơi lên đây. Từ từ, cẩn thận. Anh em, cái thằng rác này tí thì mình bị nó ong nhây anh em ạ. Tớ hết máu, tớ hết máu, tớ lui á. Tớ hết máu, tớ lui nhá. Tớ đép nhà luôn. Our base tower is under attack. Chơi con nào kỹ năng cao đi. Thế con này không kỹ năng cao à em? Con nào nhiều chiêu là con đấy kỹ năng cao rồi. Phải xài nhiều chiêu là con đấy kỹ năng cao rồi. Dũng Đài, em xin linh nhạc được không ạ? Our base tower is under attack.
Người đợi tớ tí nha. À chết nhầm, đợi con đợi một tí nha. Xe ra xuống đếm nha. Đợi tớ tí. Đem xe ra này. Đỗ Xuân Đình, Lily thì có nội tại cao còn anh thì có nội tại yêu mày. Cười duyên che miệng. Đừng bỏ chỗ dưới, nếp dưới nữa. Sẽ ra vào, sẽ ra vào này nhưng mà. Vĩnh Đà, chị cho em xin linh nhạc với ạ. Ôi AD khổ chưa kìa. Thử gì, tự nhiên bị ép lại. Ui mà lốc với cả cầm này nó chém cho thì. Ôi nó bắn nhà luôn này, chơi game thua hoài nhỉ. Ủa lại chơi game kiểu gì thế? Nay chơi game kiểu gì cũng vẫn thua vậy, không hiểu luôn đấy mọi người, không win nổi là sao? Thắng xong cũng bị lật kèo, từ hôm nay từ lúc nãy giờ. Dữ gì, vui cái kèo 200k. Á à, gì vậy, hôm nay thua hoài luôn đó mấy ông. Đúng một trận đầu bắn vai ô thắng xong thua. Đấy thật. Mirok đạt, giỏi lắm em. 347, 337 mọi người ơi, chán thế, đánh chán thế mọi người. Toàn thua nhầy, không hiểu. Lại thua, đúng bay ôm lót bây giờ. Tôi nghĩ là tôi phải đổi tên thôi, cái tên nó vặn thật rồi mọi người ạ. Mọi người thấy đổi cái tên gì hợp lý? Win game đầu mà không phong thì thế nào? Thật sự chứ, win game đầu mà ôm lót cả like à? Bắt em ôm lót cả like à mọi người? Chị cao mét mấy á? Chị cao 1m65. Chị cao 1m65. Không biết sao, ai biết được bạn ơi. Tô Khánh, chị cao mét mấy à? Mình đánh for fun mà. Chịu không nổi anh em ạ. À. Lì lê, đổi thành mây mây là được rồi. Không, tên hình như bị ấy rồi, tên hình như bị trùng rồi lên đó mọi người. Bê chơi cái gì để win hả mọi người? Chơi cái gì để win đây? Chơi cái gì để win nào? Mọi người pick giúp em mây một con đi để em mây chơi win cái. Từ nãy giờ chơi cứ là kèo, chán ơi là chán. Phan Văn Phương, đổi thành Vân Sinh gái chị à? Chị 1m60 thì thấp hơn em à, 1m65. Em là con trai em đi so với chị, em có 1m67 là em thấp đây em ạ. Chị con gái mà, chị con gái chị cao 1m65 lại còn. Chơi Kahi á. Làm trận Kahi xem nào. Đức thắng, Đức gì. Mây là cậu tên Mây luôn à? Không, tớ tên là Vân cậu ơi. Đây là tớ gọi biệt danh là Mây Mây. Trần Đông, chơi Toro đi là uy. Mặt cười chảy nước nữa. Trời ơi, gặp Aya kìa. Aya với Nắc kìa. Bọn này nó lại ép đầu đấy mọi người ạ. À. Đầu game chắc là Mây không di chuyển đâu. Nắc với cả Aya đầu game mình mạnh không? Lắm. Mây này hơi ăn hại vậy. Thì em là game vào không. À ý là ép thằng AD ấy.
Nhưng mà làm sao mà xúc bóp mà không di chuyển đến Mây, làm sao mà Mây di chuyển được? Mây nay hơi ăn hại, là ăn hại nữa, trận nào cũng xanh kêu ăn hại. Trận nào cũng xanh kêu người ta ăn hại. Ai người cay không ngu. Nể luôn. Team báo lại bảo Mây ăn hại nữa. Bạn nói thôi bạn, bạn không phải thấy mình ấy là bạn liền nhè. Live bị delay bao nhiêu? Mây không cài delay stream nhá. Mây không cài delay. Lì lê, lên lại kèo bằng nick này cho rực rỡ. Cơ anh ạ, chắc là nick kia nó không phong thủy với em anh ạ. Được. Lại còn nick Hanler, em lại tưởng là ai. Vừa bạn nói gì vậy? Mình bảo là bạn đừng nói nữa. Chào mừng đến với Bình Nguyên. Thấy từ hôm trước ấy sao cứ nói nhiều. Ai nói chuyện bạn nghe bực mình. Thì như em gì thì chơi game vì nói như bình thường thôi, cái nào ra cái đó chứ gì. Không thích nghe. Rất mệt bạn. Không quan tâm. Bạn mệt bạn con chơi này lại dùng nè. Thôi chơi đi. Mày có thằng này nó chưa đi vậy? Lì không lên, chưa gặp. Lên kèo lớn cho em nè, chỉ cần win 1 triệu. Chỉ cần win 1 triệu rồi à? Ok anh Lì ơi. Kèo này mà không lụm được nữa thì em quả thật là có lỗi. Kèo này không lụm được nữa thì em quả thật là có lỗi anh ạ. Mất luôn rồi. Đỗ Xuân Đình. Cho nguyên tâm mít mà tí không nhảy được thì thương hay là do Mây vấn thương ai rồi? Mặt xong rồi em nói câu đấy. Thế bây giờ ví dụ như mà phải để lại em sao? Này 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 này. Có fan chung thì tới đi. Chứ sao? Our Dragon Lane Tower is under attack. I will nourish the earth with your blood. Chú ý đợi Navi bắn trước cuối rồi tôi chơi. Hôm trước gặp một trận nắc với cả AI nó đầu game nó ép luôn đấy mọi người. Chơi không được di chuyển. Nó mạnh quá. Mà Aya này nó khác mọi người. Aya này với Nắc khác trận lần trước rồi. Đỡ hoang mang. Trước thằng Nắc gặp thằng Nắc nó đảo quanh map sợ ấy đấy. Không em... Ê, Jamis chỉ bị đánh rồi. Sợ là trận đầu rồi. Đánh cái này này. Chưa 4. Hay. Chơi tiếp luôn. Thằng kia đặt kiếm thôi. Trời ơi, chết sấy. Được rồi. Bỏ cậu ôi con Nắc hồi sinh ra ấy. AD, cẩn thận. Chim cút, đừng đỡ dướng, cho này. Đừng dướng. Ba Lăng Huyền, chào người đẹp. Hello anh em. Hôm qua chuẩn bị ăn dòng này. Hôm em qua bùa đỏ đó hộ tôi được không? Tôi xem rừng ở đâu đó. Ừ, anh đi bạn đâu rồi? Thấy rừng ở đâu rồi? Hoàn Bê Thương, chị thuê nhà bao nhiêu một tháng vậy? Chị thuê nhà bao nhiêu một tháng hả? Nguyên tiền nhà là gần 10 triệu một tháng. Lương chị có 15 triệu, chị thuê chục triệu nhà một tháng. Chị xin bố mẹ. Chị đừng nói điêu. Thôi quen, mùa đông không lạnh,
Em mà luôn. Đây cho. Chưa tính phí dịch vụ nha, đấy thuê nguyên nhà em. Chưa tính phí dịch vụ ấy là các phí ở chung cư. Cậu dụ đi. Nó ở dưới kia kêu dụ nó nữa. Đây tôi cho bật luôn. Thế gì? Lương mày 200 triệu là ít. Vãi cả lương 200 triệu. Lương 200 triệu giờ em không ngồi đây đâu anh ạ. À, cứu. Our dragon lane tower is under attack. Tuấn Phạm, 200 triệu đã không ngồi đây. Bảo lương 5 triệu thật anh em cũng không tin. 5 triệu là 5 triệu. Bốn giây nữa có ulti là ép được các mọi người. Nếu mọi người thích Tô Khánh, chị có người tay trái không? Không rồi, FC phải ra mít được em đi. Chị còn đang đi học chưa xong em ạ, chị không có thời gian đâu nữa mà người tay trái. Vậy chị em thấy một ngày chị đã like nhiều thế rồi, xong chị còn đi học nữa, thời gian đâu. Ngày nào cũng like với anh em, từ tối đến sáng xong đi học. Xong chiều về ngủ, thời gian đâu đó mà người tay trái. Phan Văn Phương, 5 triệu đô. Đồn thổi lúc vậy. Ủa, không lúc kìa. Non lại trốn. Non lại trốn. Post dành chiều để khi tôi post dành chiều ấy, không là được anh thì dùng. 5 triệu là chưa tiền nhà phí dịch vụ và ăn uống nha. Mặt cười lộn trời. Ôi dồi ôi, đái như thế mà tròn chính con số 0 trên đầu không? Vô đây, nguyên chơi cũng khó. Em nghĩ tôi tới. Nguyễn Duy, chị học ngành gì đấy? Chị á, chị học kế toán em ạ. Cô kế toán. Em cảm ơn anh Tree Blue gửi sao cho em nha. Anh em gửi sao free ủng hộ cho May á mọi người. May đang thiếu lắm á. Không nhiều. Em nhìn xíu rồi. Em xíu rồi, cứ tạo ở dưới đi lên đi. Anh Hoài vậy, từ nãy bao nhiêu turn rồi? Tớ bảo chắc cậu Blue cậu ăn đâu. Blue vào, nó không ăn. Em đi, anh chụp đôi cái. Phan Văn Phương, 75. Một máu rồi. Để mất kia rồi, mất kia rồi. Nhớ cho cái trụ. Ôi tôi tanh trụ cho anh em mấy phát thôi. Hoàn Bevio, chỉ tệ yêu thiếu bao nhiêu sao chị? Chục nghìn nữa em ạ. Mất mít rồi. À, nghe giọng anh này ngọt ghê á. Chị nghe chị. Ba Lâm Hiền, kéo đi người đẹp tắt mic đi luôn. Chuyển tắt mic anh rồi. Mic tớ gọi bảo câu đi. Chả thích bảo, tắt lại còn bảo gì? Không bảo, tớ cứ nói chuyện với mình. Kệ đâu. Tức là phố Jin. À thế à, tóc đi nhá. Vũ Jin, thấy tóc cần tặng 38k sao nè anh em lấy cái tóc đi. Chung kìa. Chạy cô ơi. Này. Ôi. Bảo lâu thế. Lâu mà. Hay. Con này nó khắc vào là không biết sao được khác. Đập cái trụ.
Vũ Duy, đạn à, bạn yêu ơi, nó lại khắc vây rồi. Omen ơi, sao Omen không chói đầu cái thằng đó lại? Cẩn thận đi cậu, lên thêm cái cuốn sách ấy, con đấy hồi máu nhiều. Tớ chả cẩn thận đây. Cái thả bỏ cái sách đi để con cẩn thận đi, cái sách chả thích. Nguyễn Linh Hoa, giọng bạn nam kia ấm quá chị ơi vậy. Thôi thôi nuôi đi. Chị thấy thật là ớn lạnh. Thế giờ ớn lạnh hoài, không được ấm cái gì cả. Game này không win game nào win nữa à? Ờ đúng rồi, game này có kèo win thế này, để em cẩn thận phát em lên sách ấy. À nó đâu nhở? Khỏe. Rồi xong. Sao nó khỏe thế? Thằng ấy dạ, à thằng ấy khỏe mọi người. Alan khỏe thế. Trong danh có giờ gặp đâu mà. Con đấy khó chơi thằng ạ, thằng khá chơi đấy dốt thế mà. Anh mà đi nước ngoài chắc mỗi tháng anh đâu hết 20 triệu. Thôi thôi đừng có anh mày, đừng có mà nếu nữa anh, đừng có nếu nữa. Hôm trước anh còn nợ em một kèo nhá, anh là người nhắc em nhớ đấy anh. Ba Lăng Huyện ạ, cứ đi thuê thôi, ghi sổ của anh. Tô Khánh, chị Mây thích anh hôm qua rồi. Sợ thích anh hôm qua, mọi người vào chơi bình thường mà. Sợ thích anh hôm qua. Mọi người vào chơi bật mic nói chuyện là bình thường mà. Deathmid này ra, Deathmid này mọi người ơi. Rồi rồi, cậu thấy rồi. Giờ cứ lé con ăn lần ra cho cậu. Trần Đình Trường, hello em. Hello anh à. Xe ra không? Lên xe ra đây. Support canh thần. Canh cho nó không ăn thôi. Mình ăn đi. Trần Đình Trường lên chiến tướng chưa em? Em chưa anh ơi. Em xuống 30 sao rồi anh ạ. Chơi game toàn lỗ. Xuống đây thì cậu về AD ăn nhá. Ê ăn thôi này bạn ơi. Thằng Aya dưới kia rồi. Bỏ đi, chạy. Lo bầy, chào mi mi mới thanh rồi thì không ra em luôn. Thì AD phải bắn được nha, AD bắn người bắn được thằng ăn được nhá. Chịu. AD bắn đạn huyền quang được hết nhở? Cứu Omen một mạng á. Không? Có á. Đừng đánh xì ra nữa. Hoàn Be Tiêu, chị học kế toán mấy năm vậy? 4 năm em. Dark Slayer has been summoned. Nhưng mà chị bị học ra muộn ấy, chị còn 2 môn nữa chị đã xong đâu. Nốt là ra. Rồi rồi, mất chiêu. Mất khiên nha, đi rắc mất khiên nha, 11 giây luôn tiếp. Lật kèo. Tôi tính không đánh đâu, chết. Chết FP mất. Đấy, nó dồn hết chiều FP rồi anh em ơi. Chơi đây. Ê, có ulti này, ulti này, chơi đây. Cậu tự ấy đi. Hút vào góc bắn. Trần Đình Trường, em like mà anh không có thông báo gì. Anh gõ lại cái lệnh chấm than notify để nhá. Để lấy lại thông báo nha. Pet em cuối tháng nó đang bị bóp á, nên là nhiều anh em mất thông báo. Ăn dầu, ăn dầu, ăn dầu. Ổn không men? Tôi bị nhiệt nút rồi. Hoàn Be Vinh, TSV Dirac nó bắn pháo thần công chuẩn vãi. Lấy được chủ rồi đấy, lấy được chủ rồi đấy, còn một con lính to này. Rắc hồi chưa hồi khiên thì phải. Tập trung, sắp giao tranh. Lấy một trụ rồi té nha anh em. Té, té thôi. Tuấn Hiến, hello anh. Xong đi farm bùa xuống đó đi. Đợi tí tôi có rất hồi sinh để tôi đổi mạng cho.
Ô, trên kia thiếu người thôi. Đấy, thiếu hai người đam á. Qua này. Lo mình sao không thấy người lang. Yếu hết nhá. Dạ thôi đừng đánh kiểu đó. Thiếu AD mít sao mà có đam. Tôi cũng có đam, tôi gõ gần chết thằng ăn được này. Mà thì... ý là không đủ đam được ấy. Con bác thiếu mẹ hai đứa đam rồi. Hello tôi anh chỉ vào rẻ rẻ thôi. Tiên top nào thẳng vào. Sao thật nhá mọi người, thiếu người oi sao vẫn đánh vậy? Không biết luôn, thiếu hai người đánh luôn. Kìa, chúng kìa. Cẩn thận Alan á, từ từ. Máy nó bị Alan ra. Qua đây, qua đây. Kiếm mất sức của anh. Thế nó lại không ăn được xe ra. Không mở sai đánh được, qua đánh được, anh được. Tô Khánh, giọng anh này trầm quá. Ở đây mất tốc biến. Ê, có một mình ở trên đấy thôi đấy. Có hụt ở đây hả? Té, 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 nó đặt khiên kìa, nó đặt khiên ra kìa. Tô Tô này chuẩn bị hồi sấy này. Đi rắc có blue thì ba ô nó mới chết. Bỏ anh ta thằng này cũng được. Ôi, không chết thằng nắc kìa. Chứ máu. Đi rắc nó không? Ê, hey, mày lại được cái blue ấy, hey, mày đặt chiêu màu ra mới có blue ấy. Có cẩn thận Alan à? Ok kìa. Người ơi, mọi người, thằng Alan ăn rất chậm nha, thằng Alan ăn rất chậm nha anh em. 6 giây nữa, 5 giây nữa mới có ấy. Không đi bỏ con người. Người chết kìa. AD ổn không? AD ổn đấy. Ở đây phải bắn được thì mới win. Bây giờ toàn để tôi chơi mình rồi. Không bắn được mũi đạn thành quả thì sao ta win được. Đép được nha, con này đép được nha mọi người. FP lên đây với mày nè. FP có giải không? Có giải thì ăn đu vào nó khác thì giải cái. Người đép vào lui mọi người ơi. Thôi thôi thôi. Người đép vào lui nè. Các anh ơi cho anh ngủ ngon. 6 giây nữa cũng tìm. 5, 4, 3, 2, 1. Cái chỗ này thì bỏ đi. Đừng để mất người nữa. Bỏ nó đặt tiên ra rồi bạn ơi. Alan mất ulti, Alan mất ulti ấy nha, mất ulti. Được kìa mọi người. Được luôn. Lên được này, lên được này. 2 giây nữa có ulti, lên không, lên không, lên không, lên không. Lên đi. Lên đi. Mất tốc rồi nha. Họ đứng, đông người coi quá chắc không nhảy phòng thịt rồi. Chờ nào ít người coi rồi em vào nhảy phòng. Ok Thọ Bùi ơi, cảm ơn Thọ Bùi gửi sao chị nha. Được không? Ê, vai ô đằng sau rồi. Từ dưới này thằng đi đáp rồi. Sao chạy? Vũ chi, tim bạn thua rồi. Win chưa, win chưa. Lết là mây đất nhà ngon lá. Yeah. Win rồi ngay. Không. Lụng ngay. Kèo 1 triệu. Lên triệu băng làm gì? Lên triệu băng làm gì anh em? Đánh cái này lên mẹ full dam lên thẳng quyển sách thánh mẹ sấy cho nó lú luôn chứ lên triệu băng làm gì? Mới mọi người nhá. Em vô Bion này, vô anh em. 460343 mọi người ơi. Ba Lăng Hiền, đại gia nào đâu nít người đẹp mây mây 10.000 sao cho mọi người trầm trồ cái coi nào. Trầm trồ cái coi nào.
Ôi lại quả đỏ đen, lại quả đỏ đen, lại quả đỏ đen này vào là hay hên xui lắm này. Sao anh lại may mắn thế nhờ à? Đâu game nãy có win đâu anh nhỉ? Game nãy không win nha. Hôm nay mất thiêng nha. Bắt đầu vào bị. Bắt đầu đến giờ phải win đúng không mọi người? AD 14% đan, bắn đạn, bắn được đúng đạn thần quang xong chết à? Hey, hello Xuân Bạch nhá. Tuyệt vời nhỉ. Vẫn thiếu chỉ tiêu à? Thiếu à? Nãy nick khác không chỉ thiếu sao á? Chỉ thiếu 340k sao nữa. Không biết cày sao kiểu gì. Tự bù. Violet đi chị hả? Violet là thích xem Violet à? Mày đạo này nhìn xinh hơn hẳn. Cảm ơn anh nhá. Thằng vô mỹ đi dừng đi. Anh đi support cho. Anh đi dừng, anh áp lực lắm. Đi dừng hở tí, ăn được một con đính là bắt đầu dằn mặt. Ai đang chơi? Ăn một con lính, ăn vài tên lính của người ta sau kêu ăn một con lính. Sơ hở cái là ra múc tên lính. Đồng đội. Này mày cuối rồi mà tự áp. Mọi người ạ, đồng đội kiểu mẹ sơ hở cái là hốc tên lính của mày. Sơ hở cái là hốc tên lính. Vừa đi xuống dưới ganh về mít đã hết lính rồi. Đấy. Em bùa em thì chả thể nói đâu, nhưng mà ăn mất mấy con lính cũng rồi. Mày không cần bùa, tao chơi AD, tao phải ăn bùa mày là đúng rồi. Đừng có cái, thằng Bobby đừng có cái. Hoàn bè Bio, Violet chị ơi. Đây Violet này em ơi. Ăn làm skin Violet vợ người ta nhỉ, nhưng mà vợ người ta mới thấy bắn yếu hơn cái thần long tỉ tỉ nhá, không hiểu sao. Bắn đạn nó yếu lắm. Mây thấy chơi thần long tỷ tỷ hiệu ứng ấy hơn nhá. Mặc dù skin thần long tỷ tỷ rẻ hơn, nhưng mà không biết tại sao Mây thấy bắn nó đau hơn. Và Lăng Huyền, Mây hôm nay cảm giác đạn nó to. Mọi người cứ thoải mái chọc. Tại hôm qua em quá mệt thôi. Cả bố bì vào rất hay thua. Kìa anh Ba Lăng Huyền kìa. Anh lì nhắc đấy, chạy kéo đây. Cứ thế thôi. Thanh Hưng, hello bạn. Hello bạn nhá, mình chào bạn nhá. Violet. Hello Tân Yên. Là vợ người ta, thì vợ tương lai của ai vậy? Kéo thằng Bobby dạo này nó nói chuyện kiểu biến thái đó, chịu được nhá. Toàn lên thuê đi. Mày học cái giọng biến thái ở đâu đấy hả Bobby? Em học của anh ấy, của ai? Hoàn Bê Tiêu, chỉ có xin hết ma thần của Violet không? Mẹ từ cái hôm anh em mình cứ nói chuyện ở đấy, thì em quen mẹ cái giọng này. Mình đúng kiểu đấy, tao không hề giống mày. Chị có skin huyết ma thần Violet không? Chị không có. Chơi skin mặc định nó chất hả? Đúng rồi, một giam ơi, anh chả kia lấy uy tín à. Bạn cho mình xin một cho anh nợ đây, cho anh nợ đây. Ok anh đây. Được nhớ ngôi, tớ để ID cậu ơi. Tớ để ID này, bạn nào vào chơi cũng được nha. Chào mừng đến với Echo. Mây ăn sáng chưa? Echo loại 3 đòi so với Silicona hạng 1 chưa? Mây ăn rồi, mây ăn đêm rồi. Toàn lấy khuyên đấy. Chị chúc em ngủ ngoan hơn để em ngủ. Thôi mày im đi là anh đánh. Mày bảo anh quyết tập trung. Anh còn dụ dỗ em nói chuyện như cái skin này bắn cảm giác nó yếu yếu hơn cái skin kia mọi người. Cảm giác lộn nó rất là nặng nề, kiểu vác bộ váy cưới này. Nặng nề quá. Mẹ, thằng chó ra ta này. Nó giả vờ nó đi, kiểu đi bị tang lang đập tường. Nó hít kinh nghiệm của em ạ. Mày nghĩ ai xấu tính như mày đấy, mà giả vờ, người ta lắc được.
thiên thần long di chuyển nặng nề hơn em. Không, skin này nặng hơn này. Đi. Bữa. Bữa. Nữa đây, nữa đây, nữa đây. Có bay. Ui, 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 ui. Nữa đi, đừng bỏ tao à. Chơi game mà sợ gì, ô ma xuống kìa. Tốc mình xuống nữa đi. Hàng nhát rồi đấy chứ, đầu game mày cầm con đấy thì ai giết được mày. Hoàn ôi giời ơi, quả đỏ đen này xuống chán rồi đấy. Đầy cây máu xuống bị lỡ ủi mẹ và trụ xong chết luôn ạ. Chả làm được cái nước non gì. Đúng tấu hại, đúng tấu hại. Đỏ đen còn gì nữa rồi. Đúng đỏ đen. Đen. Black Z đến từ nhà cái châu Âu. Tự dưng thấy lò dò đi xuống không? Xong rồi bị nó ủi vào trụ chết ạ. Kiểu rồi con chim lạnh thế. Bay đi. Trời ơi, tổ xích được thằng Stout. Đấy, đang bắn đây. Rồng hất, rồng hất, rồng hất, rồng hất. Cộng, cộng lui lên. Anh bướm bướm, bướm bướm xuống kìa. Zioma sau đừng làm những pha như thế nha, nha em. Đỏ đen chỉ bú win thôi. Ờ đúng, chỉ bú win là ngày vào chỉ dình sơ hở là cứ thế. Lúc mình thua nó vào đâu, thấy mình win win cái là nó sơ hở cái nó vào nó bú win các bạn ạ. Tệ thật sự. Bữa đó Bobby. Được rồi, được rồi, được rồi. Hoàn be Vio, trận này Violet được bắn này. Bắn nhất luôn. Skin này mới thấy lộn, nó cứ không mượt bằng cái skin main hay chơi. Có ăn bùa đỏ không? Có, có. Không, không, không thưởng. Mai có. Mai có sử dụng ăn gì? Àm là... Thế mày đấy không buộc bùa lù. Băng đi, băng. Ăn bùa thành. Mai băng, thôi em nâng tay em băng đi. Chị chơi vui vẻ nha, đi chị. Game ơi. Thằng vào em lại chết. Thằng này lại chết, lại cho thằng này chết chưa? Đỏ đen chết chưa? Ai xuống, ai xích, ai xích. Ai dài, ai dài. Vô. Tay rồi. Nó đây, nó đây, nó đây. Nhưng mà hết mana rồi, thôi. Em cắt nó xuống kìa. Giống thưởng lắm nè. Nó chạy nhanh. Chạy cái gì. Kìa kìa kìa. Chạy chụp luôn. Hoàn bê tiêu. Máy cưới lộn chưa một thêm phát hơn chị. Không, chị thấy lộn nó không mượt bằng chứ. Chơi nhiều con này mà. Lộn cái skin kia chị thấy nó thanh thoát hơn. Đây, lộn nó nặng quá. Nó bắn đau á. Nó vác thêm quả váy cưới lộn nặng nhọc vậy. Và Lăng Huyền, hôm nào tình nguyện tặng Mi Mi 1000 sao tôi trồng 200k cho mẹ. Sao ai không bỏ đi? Đấy anh em thấy lời chưa? Anh em nào tặng Mi 1k xanh, ba Lăng Huyền chuyển khoản lại 2 lít kìa. Con kèm chế rồi từ ra mít từ đép cái có ô kìa. Đã tình nguyện đấy chuyển rồi. Đã tình nó dùng từ tình nguyện rồi. Em có nghe không? Em nghe chị em hơi tình nguyện thôi có được không anh? Xuống xuống đây với anh luôn đi. Ok. Mày ấy tao sẽ trừ nợ cho mày phong bì sau này. Phải đi ăn cưới tao. Tao trừ cho mày 2 lít thôi. Là còn 9 triệu 8 nha Bobby. Ai xích được thật sorry mày. Lâu AA không gặp chị. Mặt cười chị ngày nào chị cũng ở đây á Kha. Chỉ có lâu Kha không đến thôi. Chị nào chị cũng ở đây. Qua chơi nào Bobby. Em ra với chị không sợ chị chết. Chết thì chết đi. Chị rốt rồi thôi. Chết, anh biết à? Và đấy cũng đúng không? Ba Lăng Huyền, 4 tên nữa anh chẳng theo người đẹp. Ai dạ? Cô đồ đường đi. Được nha anh nhá. Mẹ thằng ôn này. Đi. Kìa thằng kia làm gì kìa? Mình chết người đi anh. Sợ bọn này đâu mà mẹ chơi luôn. Ui. Bị con sánh ấy. Con đánh luôn rồi. Lên anh em. Anh lên. Ôi dính ấy, dính ấy. Hoàng Phúc Việt vào chào rồi đi ngủ. Ok Việt ơi, chúc Việt ngủ ngon nha. Mày hết mana rồi. Sao mày không cho ra cái blue của Bobby? Thì em phải ăn bụi đấy. Nhưng mà cái skin này biến về nhìn đẹp nhờ mọi người. Xin.
Nhưng mà bắn thấy cái kia vẫn đau hơn. Mày bắn cái thần long tỉ tỉ mới thấy đạn nó vẫn đã hơn. Lầu AA không gặp gì, mặt cười lộn rồi. Mẹ thật giống cậu ý cầm súng. Chào Sam. Thế ý mày là phải cầm gì? Cầm tay dưng quá. Mệt. Thế thế mà mới không được làm làm cái con tiền. Nó thấy xí rồi này. Thôi bỏ đi thôi. Nghĩ sao? Chị nói xong từng bảo bỏ. Có ai ra đâu, bảo đánh không có ai ra đâu. Bảo đánh có ai ra đâu, phải kiểu phải tự lui chứ lại còn bỏ đi, có ai thèm ra đâu, người ta đang ăn rồng. Quê thế. Gì? Tâm đi. Tự nói tự ấy. Tự bảo đánh, tự bảo tự rút. Hoàn Bevio có Omen trong phim nhìn được thiên hạ. Ừ, cảm rồi nhé. Thế mệt. Ê, anh xích được, anh có xích được nào rồi? Thế chứ tại có xích được không? Bây giờ anh thấy anh không nói. Ôi, mình dính ấy mọi người. Ngoài kè rồi. Ok. Sao? Có bao lâu rồi để em, Bobby? Nguyễn Văn Tiền, thông minh vãi đánh là sao mày? Cho đây, mày đầy đồ rồi. Đỏ đen chọc cái em. Không này không. Mẹ chị ngoài lớp kìa. Nhưng đã thưởng cho con bùa xanh rồi còn không biết ý. Mày không còn chừng trị đúng không? Còn đây đéo. Đã mất đéo rồi. Mày hồi mình một giây kìa. Nghĩa là sau đó mày không có. Nói nhiều, không nói tao còn để lại cho cái bùa đó. Lên. Lên nha, còn cái nịt đấy. Hiểu không? Kỹ năng lại còn. Sao biết điều đi Bobby? Em bị thao túng tâm lý rồi. Thôi. Mít này. Mẹ. Ba lăng. Qua này, chơi đây mấy qua này. Chơi. Đánh ở mid, vừa đánh ở mid lại bảo đi chậm. Sao không vào trước? Không, tôi bảo thằng Ruby chậm. Ủa bảo đánh đi mà hai ông tanh không vào trước nhỉ? Để nó ra nó ủi mình. Tớ vừa đánh thằng Ruby ở trước kia, tôi không trận này quả vàng không bắn lại chị đâu. Không phải đâu, chân chị mày chậm lắm. Em muốn thật. Hồi trước nói chạy ở chị chạy nhanh lắm. Gì? Dài. Làm sao? Như kiểu có giờ có tuổi rồi. Thôi. Mày nói câu nữa là tao mít mày lại đấy, Bùi. Mày không còn một cái gì trên người đâu. Không còn một cái bùa nào trên người đâu đấy. Em chào anh Đạt. Người sao? Ý yeah, không còn cái bùa nào. Thôi không. Này, chị mất tay mày. đòi. Mày có chưng trước mặt tao nhá, Bùi. Mày có chưng trước mặt tao cũng không xem. Quá ác độc. Có chưng trước mặt cũng không thèm không gì. Con nhìn ác độc. Mày cứ tự nói mày tự cười thôi, tao không hề. Không hề. Chị nói em mới cười. Mày cứ tự tưởng tượng thôi. Chết đúng không? Chết đúng không? Chị biết thì không thể. Tao lùi ra sau chứ không phải mày chết tao. Rồi tôi chưa. Ủa, đau nha. Ủa, sút cái vỡ mặt này mọi người. Anh đứng trước mặt là nó sút mày à? Ai biết được. Sút đau thế. Sút cái chớ ra đây rồi. Ủa, giác, mắt quá. Thằng Ruby ra đây, anh có thông biến. Xích thằng này. Anh ok. Anh thích hết. Không ê, 4 thằng á. Đừng nói. Lại còn sĩ, quay lại làm gì? Ôi tha anh, tha. Thằng ấy tha không tha. Nè, thằng giáp nỉ. Tha thì không tha đi, còn... Vấn phả, hai tăng gì mà toàn để ép lao lên trước thế kia. Cười đó gì được. Thôi chạy. Thế mình thiếu cái gì ấy? Thiếu một người. Ui giời ơi, chim bay kiểu gì mà chưa lên giờ chết ngỏm thế kìa. Chơi với người đi em ơi.
Nhiêu chị mày có gì mà lướt ở dưới mặt đất nó đấm một cái chết ngỏm luôn rồi. Thì lên cái gì nữa? Còn thành phần Black với cả Red nữa. Lại còn một máu thì bạn bay ba nhịp đi, còn bạn phải bay vòng vòng vòng. Ờ bay zig zag. Cứ tưởng con gia tàn nào cũng giống của Kobe á. Thể hiện nữa. Người ta thẳng cánh cò bay lên rồi luôn lại còn zig zag. Đường đường, anh đánh với mày ơi. Được anh ơi, em để anh đi. Chị nhử nhử. Đi, em bắt đi, anh em bắt đi, anh chó đi em anh hiểu không? Hiểu rõ. Hiểu rõ. Ăn giáo này, bà con ơi. Thôi được rồi. Đánh luôn. Từ từ đã, em hết máu rồi. Chơi đi. Đợi anh. Chơi anh lắm đấy. Đầy máu người ta phải chèo sao đi. Chơi game bây giờ gặp ai đánh đấy. Nhưng mà trừ thằng Giác nó đấm một phát đi luôn. Ơ sao trừ. Tớ xích vừa có sợ gì nữa. Từ nãy chết hai mạng do thằng Giác đấm đấy. Thì chả biết là xích hay không. Tớ xích vừa không có. Nguyễn Tấn Đạt, nhiều sao rồi chị? Chị rớt 30 của em ạ. Thôi, mẹ thằng kia. Mọi người biết rồi cậu ơi. Biết rồi, đang bắn thôi. Thằng Giác nữa nè bà con ơi, cứ để nó đá hoài ơi. Tách kia thằng Giác đi, bảo chơi game chỉ cần kia thằng Giác thôi. Còn mấy thằng khác bắn được không? Nào, không phải. Kia thằng Giác đi, không cần đánh những thằng khác đâu, những thằng khác mây bắn cho. 10 năm. Sau đó tội yếu máu cũng không kia được cho cậu. 15 phút là thằng Giác có tốc biến ấy. Tội tự kia kia. 3 mạng chết đều là thằng Giác đấm luôn á, bực thật. Ba Lăng Hiền, anh chả kèo giống như người đấy. Em trai ơi, em cảm ơn, em cảm ơn. Nào ọp vậy, chị đai đến sáng rồi mà. 3 mạng mới chết thằng Giác đấm rồi đó. Giỡn. Hello everyone. Elando. Game này sợ mỗi thằng Giác, mấy thằng không động được rồi. N tóc giúp kê kiểu gì? Kìa, Rio mà bắt được một thằng kìa. Đứng trước mặt nó sao mà nó dám mấy em? Lấy góc đứng của nó trước làm sao mà nó dám đá em mà sao lại kê kiểu gì? Buổi đi. Xóa nó một cái không vậy? Thôi bỏ đi. Nó mất chiều cuối anh. Con đấy. À, đây xem nó đánh không? Đánh không? Ok hả? Rồi. Từ đã tới soạn đồ á. Ra mít này, ra mít còn rơi mình to này. Nè. Hoàng Bê-thương, Rastantil cấp phí nhiệt đấy. Cậu. Ôi anh, bắn phải có. Thôi chị chơi, bỏ đi. Bắn nhảy bắn thôi. Đang từ đầu bên kia qua đã, qua đến nơi đâu. Tại đây đẹp quá mà kiểu không ấy được. Vậy đánh thẳng ra đi nó vừa. Ra tay may, cẩn thận đi ra tay. May cẩn bay 3 nhịp thôi rồi. Bây giờ ta bay gì, ta còn bát thôi, lãnh cũng không bay được nữa. Bobby lên xe ra, Bobby. Lê Đức, chị làm gì đấy? Được chưa? Khả năng nó chưa ăn rồi. Điên à? Giật mình. Phát đấy chị bắn được một lộn với cả là một cái ulti sang mà. Nhưng mà sang sợ ấy. Thế là thấy thằng Giác nó đá tim hết chiêu rồi mới quay sang chứ. Qua đi. Lê Đức, cây canh. Ăn nhanh ấy. We'll be spending every single day together. Game này mới đúng sợ mỗi thằng Rác thật chứ. Ba mạng chết đều nó đấm. Farm nốt. Được cái Rác hồi sinh thì ngon. Phát nhiên, hết xanh bắn thích mình. Ôi. Bắn đi. Đằng này chơi kiểu chả để ý ấy, thằng Elando nó vừa bắt kìa. Cậu sát tôi được mà. Không thấy thằng Elando nó dí đằng sau à?
chạy lên đằng trước và đi sát rồi. Sao mà? Này, ta tầm mua thằng Rat. Đồng đội như chơi kiểu không có tính đồng đội gì cả làm bị lật luôn. Chim bay gì đấy chim? Lê Đức mới đi năm với mấy cục vàng chơi xong ốm luôn tê tê. Chán nhai. Trời ơi, chơi game chả để ý AD gì cả. Trời ơi, cứ lao lên xong rồi bảo AD bắn đi thôi. Thằng ấy nó đẩy đằng sau kìa. Thằng Elando nó ulti mây đằng sau kìa. Có ra được đâu mà bảo đi sát nữa. Game mới mọi người. 583610 nha mọi người. Ê, chơi game chơi chả ke AD. Tùng Nguyễn, chào mây xinh đẹp. Hello, em chào anh Tùng Nguyễn nào. Em bằng sao chị rồi? Ồ, hai hôm nay chị chơi toàn thua à? Khen câu, tại đỏ đen hết. Ô, không có game luôn ạ. Hello Vân, hello anh Lê Đức Mạnh nhá, chào anh. Thắng, em chào chị Mây. Chào Thắng nhá. Chơi game toàn thua, toàn để hôm nay toàn bị lật kèo mọi người, toàn thắng xong rồi để lật kèo. Ken câu, cái đỏ đen ăn rồi báo chỉ được tấu hài là nha, mặt hoang mang. Lên không mọi người? Không ai lên à, alo. Nguyễn Kiên, em chào chị Mây. Chị chào em nhá, đăng ký 46k một tháng là như nào em hả? Ở là cái đấy là cái đăng ký người ủng hộ ấy, anh kiểu dạng là supporter á, ở dưới phần comment nó có cái hình trái tim màu xanh lá cây ấy, anh bấm vào đấy là đăng ký được. Vũ Duy, Mây chơi lại đi đi đi. Chị chào Thắng nhá. Cái trận này này mình đánh gì nhở? Ờ, trận này chị đánh Kera hoặc Tulen, chị đi rừng cũng được. Chắc đánh Kera nhở? Thôi đánh Tulen đi. Lê Đức Mạnh, Lau Vân On. Đi rừng nhá, đánh tu len nhá mọi người. Đi rừng nhá anh em, trận này đi rừng nhá. Kèn câu, gấu. Hoàng Tuấn, hello chị. Hello, hello em.
Mà nhiều lúc đánh mà AD ấy, mọi người đánh quả mấy quả tanh tanh, xúc quá tanh. Đánh tanh tanh thì phải đánh xoay quanh AD chứ đánh cứ lao tít lên trên xong rồi làm sao mà AD theo lên trên bắn được. Bọn bên chủ lực bên đấy nó có đánh bọn tanh deck đâu, nó toàn vòng sau nó bắt AD. Thì cứ lao lên xích mấy thằng tanh xong rồi bảo AD à xích với mấy cái đứa ở trên xong bảo AD bắn trong khi AD mình bị bọn nó ấy đằng sau lên thế deck nào được. Chơi game ức chế vãi thế, game nãy toàn bị thế luôn. Chào mừng đến với Bình Nguyên vô tận. Cứ xích bây giờ cứ đợi đánh xoay quanh AD làm sao, mẹ đợi con nào vào AD xích nó luôn thế xong. Cứ đứng trước mặt AD thì có phải AD được bắn không? Mẹ cứ chạy lên xích xong rồi làm sao mà AD được bắn. Hiền, anh lên kèo to bự không biết người đẹp có thực hiện được không? Kèo gì anh? Kèo gì anh phải nói. Cứ chạy tít lên trên cao ấy thì AD sao mà theo được. Hello Mai, Mai là ai? Mình là Mây mà không phải Mai đâu. No matter how many there are, I will burn them all. Nguyễn Alpha, đồng đội bên Mây đánh vừa rút lại thêm ảo tưởng. Upon the air. Rút luôn. On the hunt. Bà Lâm Hiền ăn 20 mạng 2 triệu MB banh người đẹp. Trời ơi, 20 mạng thì là kèo danh vàng à? Danh này sao mà ăn được 20 mạng anh? You are worthy of the gift of precognition. On the hunt. Our Dragon Lane tower is under attack. Ê, chơi được đấy, support đây. Chơi con FP đó kìa. Do Soan Vinh, FP chắc nét chủ yếu lấy sai thôi. Khi nào giao tranh thì lại đỡ đam thôi. Nó lên trên đấy, phải lo, mình ăn rồng nhá. Ghê ơi, phải lo mẹ cân ba. Ăn lẹ xong lên hỗ trợ phải lo này. Ôi chết rồi à? Ôi thiếu tí đam, đỡ mây. Ui thiếu tí đam kìa. Trời ơi xui chưa. Ôi mất cái blue của mây rồi. Ơ và lu mây thằng nào ăn đấy? No matter how many there are, our middle lane tower is under attack. Chơi này phải lo nó trong bụi này. Ba Lăng Hiền trong bụi trước mặt bạn này. Khi nào mây ăn được 20 mạng anh tự động trồng MB bay khỏi tầng tầng. Đỡ tớ, nó chuẩn bị ulti rồi đấy, con mê nó sợ quá. Chạy ra bạn ơi. Hết ulti à. Swan, your hesitation will be your undoing. An ally has been defeated. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Upon the air. On the hunt. But a dream. Rút lui. Mùa xanh bên ta chưa xuất hiện. Upon the air. The iron defense line has disappeared. Nó lại chuẩn bị vào blue vậy. Do Soan Dinh, kèo này hơi lâu có khi đến mùa sau. Kèo đấy là kèo cho, kèo không ăn được rồi. Kèo gì, kèo ăn 20 mạng.
ăn 15 mạng thôi là cái danh là quá đáng lắm rồi, ăn 20 mạng. An ally has been defeated. No matter how many there are, em ấy xuống hay cố lên. I will burn them all. Ui, không được nữa. Ba lăng hiền, vậy 15 mạng nghe người đẹp. Lê Đức cầm Batman xanh ăn kịch cũ có 12 mạng à. Enlightened flame. Ôi, mình bắn con mít nó thì thằng nắc ra. Enlightened flame. You will have to pass through me to reach Kunlun. An enemy has been defeated. You are worthy of the gift of precognition. Ủa, nó ép dưới kìa. Hoàng võ, giờ này chị chưa ép ngủ sao chị? Chị chưa, chị đang sáng luôn mà. Swan, your hesitation will be your... Our Slayer lane tower is under attack. Enemy has been defeated. Upon the air. Nhìn mắt nó lổm chổm hết chưa? Nhiệt vũ, kia lô mì em. Lô anh ạ. Bình minh, thu vô lít nhé nhé. Em chào cả nhà nhá. Ballistas have spawned. You are worthy of the gift of precognition. Đông đấy mọi người ơi. Cười duyên che miệng. Trời ơi, toàn lính mít không đép kìa. Ôi. Nguyễn Quốc Toàn, đi em. Anh Quốc Toàn nhá. An enemy has been defeated. No matter how many there are, I will burn them all. Tổng hợp, hello người đẹp. Hay. The enemy Dark Slayer has been summoned.
team has destroyed a tower. What is mortal peril to me? Công hợp, lửa gần dâng lâu mày cũng bén, anh thích em lâu rồi cho chén cái được không? Không hợp, Hà Nội đẹp, về đêm em đẹp nhất khi lên trên rừng. Cẩn thận thằng nắc bọc bọc đằng sau á, AD về ấy rồi. Nắc nó vừa ở sau ấy. Dọn lính đường giữa. Your team has destroyed a tower. Do Swan Jing, bèn thôi. Swan. An ally has been defeated. Enemy double kill. An enemy has been defeated. Upon here. Văn Minh, thì em xinh đẹp. Rồi Văn Minh nhá. Đến đây không phải sợ đâu, tầm này mây xanh lắm rồi. Ôi nhưng mà mây không có ulti mọi người ơi. Nhờ. Yeah. Zuka quá. Ôi cẩn thận Zuka quá. Zuka Zuka Zuka. Ba Lăng Hiển, thanh tin em. Ê phần lo múa được kìa. Hay vậy. Xui 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 xui. Em cảm ơn anh Tuấn anh võ gửi sao nha. AD ăn bùa đỏ không? Mây có bùa đỏ này. Lên xe ra nha mọi người. Cho AD bùa đỏ. Văn Minh, bóc nào cũng xinh, mặt thì thít mắt. Tuấn Ánh Võ, anh thích em nhiều lắm. Dark Slayer has been summoned. Upon the air. On the hunt. Ôi múa thẳng mặt thằng kia hả, thằng Kahi hả? What is mortal peril to me? An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Annihilation. Enlightened flame. On the hunt. Tuấn Ánh Võ, em o ban trai chưa vay. Ôi, nó đái chết nhỉ. À, nó lên cái trượng băng rồi né, không được anh em ạ, đau quá. Trời ơi, chết mạng đớn đau không, chết mạng đớn đau không anh em. Đớn đau thật chứ. Nắc lên cho rồi à. Lên cái trượng trước vậy. Bảo sao nãy bắn cái ulti mà nắc không chết. À, lên cho rồi. Trời ơi, nó lên trượng băng nó đái cho em né không được mọi người ơi. Ủa, hay. Cẩn thận. Hay quá. Hôm cơ body. Chết đó, chết đó, chết đó, chết đó.